Tôi đang có mặt tại trung tâm phòng chống dịch của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Theo ghi nhận thì từ rất sớm hệ thống tiêm chủng VNVC đã chuyển vaccine tới đây. Và hiện nay thì công tác giám sát kho lưu trữ vaccine cũng như công tác triển khai tiêm vaccine của bệnh viện đang được thực hiện. 3 bàn tiêm với 40 y bác sĩ đã được Bộ Y tế và hệ thống tiêm chủng VNVC bố trí tư vấn kỹ càng cho 100 người đầu tiên được tiêm. Những mũi tiêm đầu tiên ưu tiên cho các nữ bác sĩ, nữ điều dưỡng, nhân viên khoa cấp cứu, khoa hồi sức tích cực và khoa nội tổng hợp, trước sự chờ đợi của cả người được tiêm và chưa tiêm. Tất cả người được tiêm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương hôm nay đều phản ứng tốt sau tiêm và có thể trở lại làm việc ngay. Em rất là tin tưởng và rất là mong chờ từng ngày. Từ ngày 23 có thông tin là sắp nhập, rồi ngày 28 thì là vaccine về đến Việt Nam, thì bọn em mong chờ háo hức lắm. Việc tiêm ngừa cho các nhân viên y tế cũng cùng lúc được tổ chức tại 2 điểm ở Hải Dương. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, 100 nhân viên y tế đầu tiên của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cũng được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Nữ bác sĩ Dư Lê Thanh Xuân, người đã 2 lần hoãn cưới để lên tuyến đầu, là người đầu tiên được lựa chọn tiêm vaccine. Mình cảm thấy rất là bất ngờ, rất là xúc động, mình không có ngờ là mình sẽ được lựa chọn như vậy. Để buổi tiêm thành công, hệ thống tiêm chủng VNVC, đơn vị cung ứng vận chuyển và phối hợp thực hiện tiêm chủng trong chiến dịch lần này cũng đã chuẩn bị rất kỹ càng. Chúng tôi đã chuẩn bị rất là chu đáo từ rất là lâu và với mong muốn là làm sao cho chiến dịch thành công nhất và làm sao để mà mang tính chất công bằng và hiệu quả, an toàn nữa. Và sắp tới thì VNVC sẽ phối hợp chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, dưới sự phân phát làm sao cho nó mang tính chất công bằng nhất theo những cái tiêu chuẩn ưu tiên mà Bộ Y tế đề ra. Mặt khác thì VNVC cũng đã chuẩn bị cơ sở vật chất rất là lớn. Chúng tôi có thể tiêm được 5 triệu liều trên một tháng. Tại các điểm tiêm, quy trình tiêm chủng và theo dõi sau tiêm, theo đánh giá của Bộ Y tế, cũng đã tuân thủ chặt chẽ. Đây là vaccine có hiệu quả đạt được khoảng 76% sau mũi đầu và khoảng 81% sau mũi thứ hai. Và đương nhiên, chúng tôi nói thêm là không có vaccine nào hiệu quả 100%. Và bên cạnh cái việc tiêm phòng vaccine thì chúng ta cần nghiêm túc thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Với chiến dịch tiêm vaccine có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, Bộ Y tế cho biết đã đề nghị các địa phương triển khai các công tác xây dựng kế hoạch, tập huấn để tổ chức tiêm chủng an toàn cao nhất, góp phần giúp Việt Nam kiểm soát, chiến thắng đại dịch.